Lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải một lần nữa em ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với một video sau đồ thiếu niên tăng trưởng môn ở cùng với chủ S10 đại danh kỳ sử cho anh em xem. Và đây là một trong những thiếu niên tăng trưởng môn tháng 9 vừa rồi em ơi. Hiện tại thì chúng ta đã thấy thì anh này đã có vùng sáng khá đẹp em ơi. Sau khi lên tăng trưởng môn em thấy vùng sáng dưới chân không? Hình ca nha mọi người. Một trong những cầu thủ có thể là thiếu niên No 1 Server. Hiện tại đang có mình hàng 43. Với hạng 43 này thì hạng này càng nghĩ chắc hạng cấp chắc 134. Được, Thuy Yên hình ca 132. Và đã có mình tăng trưởng môn tháng 9 này nha mọi người. Và đã đạt được tăng trưởng môn thì sau khi lên tăng trưởng môn thì cao thủ này đã và đang có cho mình một cái ấn tín Thuy Yên tăng trưởng môn. Khánh tất cả năm Bình Tung Du Ảnh 1 cấp 90 và băng tâm điện tử 1 cấp 90 trưởng đó, 2 skill 9x 10x đều được cộng 1 skill hạn sử dụng hơn 20 ngày nha mọi người. Và con ngựa này thì vĩnh viễn không nói, là người này bồn tiêu dòng sáng chứng mã. Con ngựa này đầu server cũng trị giá hơn 10 triệu nha mọi người, tầm này cũng rẻ thôi. Đây là mua từ đầu server đó. Rồi tiếp tục là một cái song đao bất hại uyên ương liên hoàng đao. Cái này là một trong những cái giải đấu nhớ không lầm là top 2 của giải đấu Giải Lâm Minh Chủ đã nhận được nha mọi người. Top 2 Giải Lâm Minh Chủ đã nhận được cây vũ khí random option. Và cái này khá là may mắn đã mở ra được top 37. Đã đặt móc, có thể nói là đặt móc được lên được 126 nha mọi người. Chắc chắn là 101 rồi mà mang thêm phi phong kỹ năng này nọ thì có thể đặt 126 nha mọi người. Một cây đào khá đẹp. Với cái này khả nghĩ mua ở đầu server cho cũng tầm hơn 15 củ nha mọi người. Hơn 15 đến 20 triệu cái này á. Mở random nè mà chọn vũ khí không kêu môn phá nhưng mà là random, nhưng mà thực sự là ra được cái top 37 nó khá là tuyệt vời. Nó đã đạt được móc 101 và cắn thêm phi phong vào vòng sáng thì chắc chắn đạt 126 luôn nha. Thế nhưng là đạt 126 luôn nè, trưởng khá là khác nè mà đánh đúng kiểu auto top luôn nè. Rồi tiếp tục là sở hữu một set có thể nói một set hồng mỹ ăn băng dây chuyền kháng cả 17 kháng loài 8, một nhẫn kháng hỏa 30, một nhẫn kháng băng 30, một ngọc bội kháng cảnh 5. Ui quá đẹp, mới được ngọc bội kháng cảnh 5, kháng độc 26 bệnh viện luôn nè mà, quá chất lượng. Với cái ngọc bội và gia chiên này thì được kháng cả 22, kháng cả 22 lượng kháng lôi nữa 8 nữa, được tính ra được kháng lôi 30, khá đẹp ở set này. Cái này được kháng lôi 30 kèm với tất cả kháng còn lại là 30, khá ok nè mà. Set này thì ở server thì cũng tầm 6 củ nha mọi người. 6 củ 5 triệu đến 6 triệu đã có thể mua được set này và mở ra random nha mọi người. Và khá may mắn là mở được mát luôn nha mọi người. Nói chung là ngọc bội mát là tuyệt vời rồi. Bù lại cho gia truyền quá đẹp luôn rồi. Đó. Rồi, áo nhục tình thì hiện tại server thì khoảng 1 triệu một cái áo nha mọi người. Đầu server thì những áo như thế này cũng tầm 2 triệu, 3 triệu rưỡi. Đó. Thì anh em cũng biết rồi. Bây giờ thì khoảng hơn 7 tháng trôi qua thì áo này cũng tầm 1 triệu thôi mọi người. Anh em cũng tầm 1 triệu thôi. Và đặc biệt ở đây là một cái đai lưng bích hải hồng linh kim ti đái. Cái đai lưng này thì nghe nôm na thì cầu thủ hình ca đã ép khá là khó khăn rồi mà, ép phải xịt đồ lên, xịt tè le bông bí rồi mà. Và sau khi ép thành công thì cũng được cho mình được cái băng tâm tiên tử skill chiến ít được 2 cấp nữa mà. Đó, cái này là băng tâm tiên tử 1 cấp này, cái này được băng tâm tiên tử 2 cấp nữa. Nói chung skill chiến ít được 2 cấp, cái này là 3 cấp này thì quá tuyệt vời nữa mà. Được kháng lôi 30 nữa, thời gian 144, phong quyển tàng quyết 1 cấp, sinh lực 148 và nội lực 300. Cái đai lưng này thì ép tỷ lệ xịt vẫn có như nào, nên là đai lưng này nghe nôm na đai lưng này ép cũng hơn 7-8 triệu đó nè mọi. Nói chung là khá là dữ nè mà, một trong những thứ yên khá là chịu đầu tư ép đồ. Và cái này là một trong những đai lưng ép bị xịt nên là giá trị nó khá là cao nè mọi. Nếu đai này ép 3 cấp nữa quá tuyệt vời dành cho cao thủ hình ca rồi đó. Nồi cây vũ khí với cái đai lưng này là hơn 20 củ nè mọi, vũ khí này với đai lưng này bệnh viện hơn 20 củ đó. Xe đăng 3 này khoảng cho 5 củ, áo này 1 củ nữa là 26. 26 hiện tại cái nón là khoảng kháng họ chó hay là 40 sinh khí. Tên thủ lý làm chậm, dạy kháng lôi. Chứ mà thì 3 món này trung bình khoảng tầm 1 triệu rưỡi nữa. Tầm 1 triệu rưỡi nữa. Quân tiêu này khoảng tầm 6 củ nữa. Nói chung là tổng số đồ này trên dưới 30 trụ, trên dưới 30 củ thôi mà. Trên dưới 30 triệu á. Chung là đặc biệt là cái đai lưng này mà khá tiếc, đai lưng này 3 cấp 1 quát thì vời. Nôm na thì nhìn sơ qua có thêm phi phong kỹ năng 1 cấp nè, càng khôn 2 cấp trên đầu nè, và vòng nghiêng 6 trên đầu nữa. Tại này đang có 4 kỹ năng vốn có nha nè, 4 kỹ năng vốn có. Rồi kèm với cái này 1 cấp 9x nữa là 5 skill 9x nè, cộng 5 skill 9x nè, cộng đai lưng này 2 cấp nữa là cộng 7 skill 9x. Thì ạc này đã và đang có 27 skill 9x băng tâm tiên tử nè mà. Và
Khải tính sơ sơ đợt này bèo lắm, mà lượt tây phải trên 15k nè, lượt tây phải trên 15k. Và đợt này mà muốn đạt được 1-2-6 thì có thêm phi phong nè, phi phong 1 cốc này và vòng nguyên số 1 cốc này, với càng khôn 2 cốc nữa. Thì hiện tại kỹ năng cũng có 4 cốc, kỹ năng cũng có 4 cốc thì cầm với cái vũ khí này sẽ đạt nè, sẽ đạt 1-2-6 nè mọi, quá đẹp luôn. 65 mặc định, 65 mặc định nè, 65 mặc định kèm với 85, nói chung là đạt 1-2-6 rồi, dư 1-2-6 luôn. Nói chung là một trong những thứ yên tặng trong bóng kia mình nhất nắp luôn nè mọi. Thế vậy như thứ yên server này khỏe lắm nè mà, lực tay ở server này thứ yên được fit lên đó, nên là hỗ trợ skill một ít đó, đẩy lực tay cao lắm. Nên là server này thứ yên cũng khá là nhiều người tham gia và nhiều người chơi nè mà. Đó, bình tâm, bình cốt, tiết tâm. Rồi, nói chung thì anh em theo dõi video này thì đừng quên đỡ lại cho cầu thủ Huỳnh Ca một like, một chia sẻ ủng hộ cho nó mà, với một set đồ tương đối khá đẹp và trị giá hơn 30 triệu. Cái này thì Khải chỉ mới sau set đồ nha nó mà, còn lại ạc thì chắc chắn là đem một điều là ạc này sẽ mắc sách vỡ nha nó mà. Đó, mắc sách vỡ hoàn toàn, sách vỡ và đóng một tịch, kỹ năng tiềm năng các mùa em vừa rồi không nói đến rồi, chắc chắn sẽ mắc nha. Tại vì với cái đồ chịu chơi như thế này thì với những cuốn sách vỡ thì chắc chắn những ạc như này phải mắc rồi. Rồi, thay mặt anh em, thay mặt Huỳnh Ca, cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên đỡ lại cho cầu thủ Huỳnh Ca Thúy Yên tân chủ môn một like, một chia sẻ ủng hộ chơi nè mọi. Và đây là một trong những tân chủ môn tháng 9 nha mọi, cứ mỗi tháng Khải sẽ sau review 10 cầu thủ ở từng tháng cho anh em xem nha, và anh em cùng xem chất lượng đồ đạc như là những cầu thủ này chịu chơi như thế nào nha mọi. Và không gì hơn gì Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ và nhớ like, chia sẻ ủng hộ mạnh nha mọi. Ok mọi người, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Rồi giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với cầu thủ tiếp